Sản phẩm này là sản phẩm skin ACE, sản phẩm là 490.000 cái gì nha. Chị em nào cần thì em đã để số điện thoại giùm cho em. Nhìn muốn nựng hả? Trời đất ơi, dễ thương lắm mấy mé ôi. Rồi nhanh tay lẹ chân, thánh thánh hả? Trời đất ơi, banh rạp cái gì nha. Tấm chắc ít thôi, đen đen mới chắc hả? Không có gì ơi, trời ơi, thời buổi này đen là bị dơ như mấy má nha. Đen là phải mặc đồ đẹp, đen là mặc phải đẹp mới sạch sẽ được. Còn mặc xấu mà đen đó là nó dơ hề mấy mẹ nha. Trắng hồng tự nhiên, trời đất ơi, xài đây. Hai tay đây quý vị coi, hai tay hiện tại là nó không trắng bằng nhau nha. Bây giờ test thử tay này cho quý vị coi. Đưa khăn khô gì mà nè. Dạ cực kỳ trắng luôn nha mấy chị ơi. Anh cho anh thổi nhanh tay đặt hàng, để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Mấy má bước trình hàng họ tôi giùm cho mấy má nha. Ok vậy cho em một cái trắng ok. Trao đổi để lại số điện thoại giùm em luôn nha chị nha. Chị em nào mua để số điện thoại như chị nha. Em đang thắc mắc cái nhà nó sẽ như thế nào. Là sao? Là không biết nó hồi đi như thế nào đó. Nó sẽ banh rạp chứ sao em. Đây. Dạ cả nhà mình đặt hàng, để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà mua một bộ tóc này đẹp trai mà nãy giờ không làm. Nè, đẹp chưa? Tóc cười. Này đẹp trai muốn đi, chết. Đi yên cho mẹ. Ok, cười hả? À, rồi mấy đứa chữ anh đi em ơi, càng chữ anh càng nổi mấy đứa ơi, mệt mấy đứa quá, mấy đứa bớt chữ đi mấy em ơi. Mấy em hiểu không? Đây, đây mình xức lên giùm cho em. Thì hiện tại cái tay của em như thế này chị nha, và em sẽ xức lên chỗ chị coi nó trắng như thế nào. Ngâm nước bệnh không có bệnh đâu, em trâu lắm quý vị ơi, em trâu lắm nha. Bốn sản phẩm như thế này đây, bốn sản phẩm như thế này đây. Một bộ là 1.470.000. Thì cái này tấm trắng là tấm trắng mặt thôi nha, còn em lại bị nám bị mụn mấy chỗ này nè, em chấm cho nó ra hết như gì nha. Nó rất là hiệu quả luôn, xài cực kỳ ok. Tóc mới và tóc mới như gì nha, tắm cực kỳ ok luôn. Là bây giờ mình xức lên cơ thể cũng như là xức lên body giùm cho em gì nha. Cái gì vậy? Trời nó trắng lắm mọi người ơi. Cực kỳ dễ thương luôn á nha. Con Tăng Thiên Kim mày gửi thêm cho tao, Tăng Thiên Kim nha. Mày gửi hàng thêm cho tao nha, tao hết rồi. Tao hết hàng rồi Tăng Thiên Kim ơi. Dạ đúng rồi, 490k cực kỳ trắng và hiệu quả luôn nha cả nhà. Tài mà không trắng là bên em trả lại tiền chú gì luôn. Nó vừa trắng mà không bào mòn da như vậy nha. Bán cả thế giới hả, kệ tôi đi, kệ tôi đi, kệ tôi đi. Dạ đúng rồi, những chị nào mà sử dụng cái sản phẩm này rồi biết cái sử dụng mình. Sản phẩm này rất là tốt luôn nha. Bác dạ 499k, phải không? 490 hay 499? 490 490, 490 như vậy nha, một chai 490k nha cả nhà ơi. Trời ơi, tuy nó đen đen vậy đó là than tre hoạt tính cho mấy má nha. Than tre hoạt tính, nó sẽ đen như thế này. Và mình xức lên làn da nó sẽ không chăm chích và đặc biệt nó rất là trắng như vậy nha. Chị em nào mà đen quanh năm đó thì xài dùm cho em, xài thử là mê chích mệt liền. Ok, bao nhiêu vậy? 490k như vậy nha. Thì chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại dùm cho em. Rất là trắng. Đây, hai cái tay rõ rồi cho mình luôn nha. Không, em tắm hết rồi, cái chân này, cái chân còn nè. Trắng lắm. Trắng lắm quý vị ơi. Nào rớt điện thoại vô luôn à. Nguy hiểm. Thôi nguy hiểm lắm. À Trang Miu Miu anh bóc giùm cho anh nha. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng, để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Thằng nào bạn bè chia sẻ Facebook thằng này tao tao lóc bạn hả? Ủa trời đất ơi. Mày không thích là mày cũng vô mày bình luận bên tao, mày hiểu không? Mày hiểu không? À, mình muốn mua một set ok để số điện thoại. Chị em nào mua thì bây giờ phải để là số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em mới alo chỗ gì được, em đặt một bộ ok vậy. Quá trời gì 490k. Thì bên đây có dưỡng body đêm và ngày luôn. Đưa đồ lao cho anh. Nhi ơi con đừng có quậy quá Nhi ơi. Quậy gì? Này bông bóng không? Đây quý vị coi không? Trắng này mà trắng hồng nha mấy chị nha. Trắng hồng trắng luôn. Trắng hồng chứ gì nha. Xài phay được luôn nha, xài mặt được luôn nha. Đây là cái da mặt thật của em. Là da mặt của em là nó không có phấn, có son gì nhau vậy nha. Đó là cái da thật của em. Tắm nó bị lột không anh? Em nghĩ là nó lột, anh dám xức lên mặt của anh hả em? Em đúng không? Em lấy 5 chai thợ mua chi giữ vậy em. Quyền trang số điện thoại luôn, cảm ơn quý vị. Chị em nào mua để số điện thoại như vậy nha. Thì ra là hồ bơi nhỏ, đúng rồi, hồ bơi nhỏ mấy má ơi. Mua xài rồi, cái hồ bơi nhỏ như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Một chai xài bao lâu thì cái chai này mình em xài rất là lâu như vậy nha. Là 4-5 tháng luôn, bây giờ mọi người mua thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho em. Phạm Linh ơi, chào Phạm Linh. Rồi. Bên đây có thêm một cái body ngày cũng như là body đêm luôn. Thì chị em nào mà cần cái body ngày cũng như là body đêm này liên hệ với em trong tài livestream này. Xài như thế nào là xài nó là đơn giản gì nha. Mình fix lên cái body của mình thôi chứ là đơn giản luôn. Cái này ban ngày ban đêm người ta. Có một cái ban ngày và một cái ban đêm. Mà không biết cái nào ban ngày. Cái ban ngày nè. Ban ngày xinh xinh. Xinh là ban ngày. Ok xem đi biến để số điện thoại luôn, dễ thương đúng không vậy? Trời ơi online dễ thương muốn chết. Ok, võ văn di số điện thoại luôn. Cái này là ban đêm nha, ban ngày là có sức chống nắng cho cả nhà mình luôn nha. Đây là ban ngày, ý ban đêm. Ban đêm mình xức lên giùm cho em. Và càng xức nó càng trắng như vậy nha. Rồi để số điện thoại giùm cho em gì nha. Người khác lấy thì kệ đi chị ơi. Em làm cho có tâm thôi. Dạ em làm cho cái niềm vui của em mỗi ngày thôi. Còn ai muốn cướp đơn của em thì cướp đi mọi người.
bốn sản phẩm như thế này đây, bốn sản phẩm như thế này đây, một bộ là 1.470.000, 470.000. Thì cái này tắm trắng là tắm trắng mặt thôi nha, còn em này em bị nám bị mụn mấy chỗ này nè, em chấm cho nó ra hết như gì nha, nó rất là hiệu quả luôn, xài cực kỳ ok. Chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em. Đúng rồi, một bộ luôn, một bộ luôn, một bộ luôn. Ok, Pharmacin để số điện thoại luôn. Rồi chị em nào bị mụn xài gì hả, bị mụn em xài, em liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho em luôn, liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho anh Lâm luôn. Đây cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng, chị em nào bây giờ cần đây quý vị coi, nó trắng như thế này đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lại chân như vậy nha. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người.